Cuộc diễu hành của những ông già tuyết và những hội chợ Giáng sinh sôi động tại thủ đô Moscow những ngày này mới đi được một nửa hành trình đến với Giáng sinh, bởi người Nga thì đón Giáng sinh theo lịch cũ của chính thống giáo muộn hơn người công giáo 13 ngày. Hành trình đến Giáng sinh ở Moscow bắt đầu từ ngày 13 tháng 12 và kéo dài trong suốt một tháng tại hơn 80 địa điểm trong thành phố. Trong chuyên mục Đi và trải nghiệm ngày hôm nay, hãy cùng phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam đến với không gian cổ tích của nước Nga mùa Giáng sinh và năm mới 2020. Lần đầu tiên trong hơn 130 năm qua, Moscow trải qua một tháng 12 ấm áp đến kỳ lạ, và cho đến hôm nay thì vẫn chưa có tuyết. Tuy nhiên, không vì thế mà những người dân Moscow và du khách bỏ lỡ hành trình Giáng sinh của mình. Tháng 12 ở Moscow thông thường ngập trong tuyết trắng, từng có lúc xuống đến -30, -40 độ. Thì năm nay nhiệt độ luôn ở mức dương. Nhưng hành trình Giáng sinh nhiều màu sắc và giai điệu vẫn đem đến cho tất cả khách tham quan những cảm xúc đặc biệt trước thềm năm mới. Có cảm giác rất kỳ diệu như trong thế giới cổ tích. Mọi nơi được trang hoàng rất đẹp, chỉ thiếu một chút tuyết thôi, nhưng tất cả mọi người đều rất phấn chấn và vui vẻ. Theo hành trình Giáng sinh, không gian văn hóa Nga và nhiều thành phố châu nổi tiếng được tái hiện với những hoạt cảnh, những câu chuyện sinh động. Sự đầu tư của chính quyền Moscow với lễ hội này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch thủ đô. Mùa lễ ở Moscow sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi những hội chợ Giáng sinh. Ở khắp mọi nơi thì có những hoạt động buôn bán rất là sôi động. Nhưng chắc hẳn là ở ngay giữa quảng trường đỏ trung tâm Moscow thì có những cái đồ trang trí Giáng sinh đẹp nhất. Những sản phẩm thủ công tinh xảo, tước là nghề truyền thống Nga đắt hàng trong những dịp này. Được yêu thích nhất là những món đồ lưu niệm hay đồ trang trí cây thông hình con chuột, biểu tượng của năm 2020. Ngày càng nhiều du khách lựa chọn đến Moscow vào mùa đông để tận hưởng không khí Giáng sinh và năm mới ở đây, bởi không phải thành phố châu Âu nào cũng có sự sôi động và hấp dẫn như thế này. Không có tuyết, nhưng những ông già tuyết và cô gái tuyết vẫn có mặt trên đường phố để cùng tham gia vào buổi lễ diễu hành sôi động. Họ mang đến cho hành trình Giáng sinh và năm mới ở Moscow sự náo nhiệt khó quên. Mong hạnh phúc đến với tất cả mọi người trong mùa Giáng sinh và năm mới. Ura! Lễ Giáng sinh chính thức của người Nga không phải là vào ngày 25 tháng 12 như các nước phương Tây, mà là vào ngày 7 tháng 1 theo lịch chính thống giáo ở Đông Âu. Điều này cũng có nghĩa là hành trình Giáng sinh vui vẻ và nhiều màu sắc của nước Nga kéo dài hơn tất cả mọi nơi. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.